Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Sao Hàn, nơi mà chúng mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất và hot nhất về các ngôi sao K-pop. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý, xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 5 nam idol Hàn Quốc có đôi môi gợi cảm nhất. Thứ nhất, Hyun Won của Monster X. Đôi môi quyến rũ đến từ Hyun Won rất ấn tượng, đặc biệt phần môi trên của anh có đường cong khá đẹp khiến người đối diện phải chú ý, chưa kể gương mặt nhỏ gọn cùng các ngũ quan hài hòa càng khiến cho hình ảnh của nam thần thêm phần thu hút. Hyun Won sinh năm 1994, anh được biết đến là một ca sĩ, vũ công, diễn viên, DJ, nhạc sĩ, người mẫu. Năm 2015, nam thần chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Monster X. Anh khiến cho đông đảo khán giả phải ngưỡng mộ trước sự đa tài của mình. 2. Soobin của Jae-chi. Với visual sáng bừng nên Soobin là một trong những thành viên được khán giả quan tâm nhất trong Jae-chi. Anh chàng thậm chí còn gây ấn tượng khi sở hữu một đôi môi rất đẹp. Môi của anh có hình cánh cung kết hợp với khóe miệng được hách lên, cho nên dù ở trạng thái bình thường nhưng cảm giác như Soobin lúc nào cũng như đang cười vậy. Ngoài đôi môi và gương mặt điển trai, anh chàng còn sở hữu chiều cao lên đến 1m85. Đây là một con số đáng ngưỡng mộ đối với nam giới. Vào năm 2019, anh chính thức ra mắt cùng Jae-chi, đảm nhận vị trí trưởng nhóm. Ngay khi mới ra mắt, anh cùng các thành viên nhận được phản hồi tích cực nhờ chất nhạc gây nghiện và tài năng ca hát vũ đạo ấn tượng. Thứ ba, Jin của BTS. Jin của nhóm nhạc BTS chính là nam idol sở hữu đôi môi quyến rũ nhất. Đôi môi của Jin luôn căng mọng, mềm mại như một trái cherry. Chưa kể đường nét của môi khá uyển chuyển đã góp phần tăng thêm sức hút cho visual của nam thần. Kim Seopjin sinh năm 1992, anh là anh cả của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS. Không chỉ sở hữu ngoại hình thuộc hàng top, nam ca sĩ còn khiến cho khán giả phải si mê trước giọng hát ấm, ngọt ngào và cao vút. Thậm chí khi tham gia hát nhạc phim, các bài hát do anh đảm nhận thường xuyên đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng. Điều đó chứng minh được khả năng của thành viên nhà BTS thật sự rất đáng nể. Thứ tư, Bam Bam của GOT7. Khác với các nam thần trên, Bam Bam của GOT7 lại sở hữu đôi môi khá nhỏ. Tuy hình dáng môi nhỏ nhắn nhưng bờ môi của anh khá đầy đặn, cho nam thần lúc nào cũng như đang trúng chím. Bam Bam sinh năm 1997, anh là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Thái Lan. Anh hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc và là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám GOT7. Tài năng của anh trong lĩnh vực âm nhạc luôn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Thứ năm, Yoyeon của The Boys. Yoyeon của nhóm nhạc The Boys là một trong những nam thần có đôi môi quyến rũ nhất. Khóe miệng của anh hướng lên tạo cảm giác thân thiện gần gũi cho người nhìn. Chưa kể nhan sắc tựa như chàng nam sinh ban bên, càng làm cho hình ảnh của nam thần thêm cảm mến. Ngoài vai trò ca sĩ, nam idol còn đảm nhận vị trí vũ công, người mẫu, MC. Vũ đạo của anh thường xuyên nhận được lời khen có cánh của người hâm mộ. Bên cạnh đó thì khả năng hoạt ngôn của nam thần cũng giúp anh rất nhiều trên con đường khẳng định mình trong làng giải trí. Trên đây là 5 nam thần Hàn Quốc có đôi môi gợi cảm nhất, mỗi người mang đến một vẻ đẹp riêng nhưng tất cả họ đều quyến rũ và vô cùng thu hút. Vậy còn đối với bạn thì đâu là nam thần có đôi môi? Chúng mình là Tốt Sao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.